Đồng Hỗ Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 2/4/2018, Thanh Luân xin trân trọng giới thiệu một số mẫu đôn để chậu hoa cây cảnh hoặc là đồ gốm sứ. Cái clip chính này chúng tôi giới thiệu hai chiếc đôn sen được đồng chất liệu gỗ mun hoa da báo. Hai chiếc đôn sen này đường kính 30 và cao là 80 phân, được làm chất liệu là gỗ mun hoa, 100% gỗ mun hoa da báo, và đang để nguyên mộc chưa hoàn thiện. Khi hoàn thiện lên thì vân gỗ rất là đẹp. Tất cả các cái sắc vân cũng như là cái phần đường nét kỹ thuật của cái đôn sen này làm rất là tinh xảo. Chân cong vút, toàn bộ phần chân này cong vút rất là đẹp, và cái phần có cái phần yếm này, cái yếm này tượng trưng ở những các cái lá sen này, gọi là đôn sen. Cái yếm cong này, phần cong này trông rất là giống lá sen này, được gọi là đôn sen. Cao 80 phân, được làm là chất liệu gỗ mun. Và ngoài cái chất liệu gỗ mun ra, Thanh Luân còn sản xuất chất liệu gỗ hương, hương đỏ của Lào hoặc là gỗ chắc. Và quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu ngay cái cặp đôn gỗ mun hoa đẹp như thế này, liên hệ ngay với Thanh Luân để được sở hữu ngay cái cặp đôn đèn, cặp đôn sen mun hoa da báo đẹp long lanh như này, cao 80 và đường kính mặt tròn là 30, để các cái chậu hoa cây cảnh rất là đẹp. Khách có thể liên hệ theo số điện thoại là 0972 770 888 và 0967 110389. Đôi đôn sen này là cao 80 phân, đường kính là 30, vân hoa thì là đẹp toàn diện. Nó sẽ quay máy một lượt để cho lổi vân tình vân lên rất là đẹp. Đây, vân tứ diện xung quanh cái đôn mun này rất là đẹp, không có chỗ nào là không có vân cả, vân đẹp toàn diện. Đôi mun sen này rất là đẹp, và dáng đôn nó làm cong, chân này cong rất là mềm mại. 2, 4, 6 chân, tất cả là có 6 cái chân. Quý khách hàng nào có nhu cầu muốn sở hữu ngay cái cặp đôn sen cao 80 gỗ mun hoa đẹp như thế này, liên hệ trực tiếp với Thanh Luân để được sở hữu ngay cặp đôn đen này. Thanh Luân sẽ giao hàng toàn quốc. Như clip quý vị đã xem, đã được Thanh Luân quay trực tiếp tại đồ gỗ Thanh Luân cơ sở 2 ở tại số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Cặp đôn này chúng tôi đang để tại cơ sở 2. Vân gỗ rất là đẹp. Thanh Luân xin tạm dừng tới đây và xin hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Ngoài cái cặp đôn sen ra, Thanh Luân còn rất nhiều những mẫu mã đôn khác theo nhu cầu.